cột sống, ấn vuông góc xuống dưới giường này, đủ lực nhé, đủ lực hít sâu này, hít xuống, ấn xuống thì hít sâu này, vào đến nơi thì nín thở này, thở ra từ từ, cũng thở ra từ từ. Em ấn một cái này đủ lực thôi nhá, còn những cái khác em ấn giảm lực nhá chị, ước nhá. Em ấn đi chị đọc hết lực nhá. Hít sâu này. Ấn cái này bắt buộc phải ấn mạnh à? Mạnh thì khách hàng mới đã. Cái gì mà trời gián nhỉ? Thiên mà. Cái này là phế. Cái cặp các cặp huyệt ở đây nó là các cặp du huyệt thuộc nội kinh bàng quang. Trời dáng là cái ở đây này. Cái vừa em ấn đủ lực lên là cái sao nó nhẹ thôi nhá. Ấn phế du xong này. Mình sẽ lại đặt tay vào đây để tìm cái đáy xương ở vai ấy. Đáy xương ở vai. Từ đáy xương ở vai đo ngang sang. Nó sẽ là vị trí của cách du. Hoặc là thực ra lúc nãy mình đã xác định rồi nên mình nhìn cái dấu chấm còn cũ ở đấy là được mà. Nhìn thấy huyệt ở đây rồi đúng không? Thì trung điểm của nó ở giữa sẽ là tâm du. Ấn luôn tâm du này. Sau đó thì là cách du. Sau đó thì dây. Dây ngang qua khe nhé, đừng có dây vào xương nhé. Dây đúng vào cái khe thôi. Dây ngang qua khe, nhìn người ấy. Lên thì có lực, đu người lên có lực này. Thu về không lực. Lên thì có lực, đi ngang qua thì có lực này. Thu về không lực. Đu lên thì có lực, về không lực. Nó cứ luân phiên như vậy. Có lực, không lực. Tiếp chí dương cũng thế, có lực không lực, ra kiểu hình vòng tròn đấy, nhưng mà chỉ có lực một chiều thôi chứ không phải ghi lực nhá. Có lực này xong lại nhả ra hoàn toàn luôn, không có một tí lực nào hết, xong lại tiếp tục có lực nhả lực, có lực nhả lực. Ok, đấy là đã xong hết tất cả.